một lần nữa thầy nói về chứng đạo các con đừng cho rằng tu hành theo phật giáo là không chứng đạo chứng đạo là một sự thật của phật giáo phật giáo là một tôn giáo vì loài người cho nên tu hành là phải có chứng đạo phật giáo là một tôn giáo luôn luôn biết dùng tự lực của mình vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời vì vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời nên đó là chứng đạo một tôn giáo nhờ vào tha lực của thần thánh tiên phật trời bồ tát cứu khổ cứu nạn giải trừ bệnh tật tai ách khổ đau của mình là một tôn giáo mê tín mục đích của đạo phật là làm chủ sinh già bệnh chết cho nên người nào tự làm chủ sinh già bệnh chết là người chứng đạo vì thế đạo phật là đạo tự lực chứ không phải đạo tha lực ai theo phật giáo mà cầu cúng lại lễ gian sinh tam bảo gia hộ là theo ngoại đạo bà la môn đạo phật còn gọi là đạo giải thoát vì thế ai sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh là người chứng đạo bởi không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó là giải thoát mà giải thoát là chứng đạo sự chứng đạo của phật giáo không có khó khăn không có mệt nhọc chỉ cần chịu khó học tập đạo đức nhân bản nhân quả Sống với pháp trí đạo đức và tùy trí đạo đức Là có sự giải thoát ngay trước mặt Có sự giải thoát ngay trước mặt là chứng đạo Muốn làm sáng tỏ sự chứng đạo Các con đừng giải thích theo chữ Hán Đạo là con đường, nẻo, lối đi, vân dân Giải thích như vậy không đúng nghĩa của Phật giáo Vì đạo ở đây có nghĩa là tâm không còn khổ đau tâm được an ổn yên vui tâm bất động không còn một ác pháp nào làm cho tâm động những điều trên đây tâm đã đạt được thì mới gọi là giải thoát mà giải thoát là chứng đạo như trên đã nói khi nói đến chứng đạo thì đức phật dùng một cụm từ chỉ cho chúng ta thấy sự chứng đạo sanh đã tận phạm hạnh đã thành các việc làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa. Cũng từ này chỉ rất rõ sự giải thoát. Một, sanh đã tận, có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ. Hai, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là đời sống giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh. Ba, các việc làm đã làm xong, có nghĩa là sự tu tập đã hoàn tất, không còn tu tập một pháp môn nào nữa cả. Bốn, không còn trở lui trạng thái này nữa cả có nghĩa là không còn tâm trở lại tham sân si mạng nghi nữa chứng đạo có nghĩa là giải thoát hoàn toàn tâm không còn tham sân si mạng nghi nữa như trên đã nói sự giải thoát này phải do chính mình không có một người nào giúp mình được do tự chính mình phải đoạn diệt các chấp thủ và phải luôn luôn sống an tâm trong chánh niệm. Nhờ vậy, mọi ác pháp không tác động được tâm. Để xác định sự chứng đạo, một lần nữa, kinh tương ưng dạy. Tóm lại, pháp môn này gọi tắt như sau. Những cái gì được vị sa môn gọi là lậu hoặc, là ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng đã được ta diệt tận không còn phân dân gì nữa. Một trăm tương ưng tập 2 Đọc những lời dạy trên đây, ai còn dám phủ nhận đạo phật không chứng đạo pháp trí là trí tuệ hiểu biết về các pháp sinh và bệnh chết là khổ người có pháp trí là người biết cuộc đời là khổ không có vật gì trên thế gian này là ta là của ta nên buông xả sạch vì thế họ được giải thoát hoàn toàn khi một người có pháp trí nên về tương lai có xảy ra điều gì Họ chẳng còn lo lắng buồn phiền và sợ hãi. Do chẳng còn lo lắng buồn phiền và sợ hãi, nên họ được giải thoát. Đó là họ đang sống trong tùy trí. Bởi người có tùy trí là người giải thoát về tương lai. Đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy, những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt tất cả những gì ấy sẽ hiểu biết như vậy như vậy như hiện nay ta vậy đây tức là tùy trí của vị ấy tóm lại người có pháp trí và tùy trí là người đang sống trong ba thời gian quá khứ hiện tại và vị lai hoàn toàn thân tâm họ được giải thoát không còn một chút xíu nào lậu hoặc người ấy được nhập lưu nhập vào dòng thánh được đầy đủ trí hữu học, được đầy đủ minh hữu học. Trong lời dạy chỉ định này, người có đủ pháp trí và tùy trí là người hoàn toàn làm chủ sinh và bệnh chết. Cho nên lời dạy trong đoạn kinh này rất rõ ràng, họ là người đã đứng gõ vào cửa bất tử. Thầy xin ghi lại lời Phật dạy để minh chứng rằng sự giải thoát của Phật giáo bằng sự hiểu biết mà Đức Phật gọi là pháp trí và tùy trí cho nên chứng đạo không phải chứng bằng thiền định như mọi người nghĩ mà chứng đạo bằng pháp trí và tùy trí